Sau khi để con tại chùa nhờ mai táng, gia đình anh Thức, chị Thảo ở Vĩnh Long cứ ngỡ con mình đã mất. Cho đến khi gặp lại được con, đôi vợ chồng trẻ cứ như đó chỉ là giấc mơ. Anh Nguyễn Chánh Thức và chị Nguyễn Thanh Thảo Uyên như vỡ òa, không nói nên lời khi nhìn thấy lại con mình sau một khoảng thời gian dài. Thì tình trạng bé nãy bác sĩ hết thì cũng còn nặng, bé cũng còn nặng. Thì biết là cái con đường phía trước cũng còn rất là dài. Nhưng mà gia đình sẽ cố gắng hết sức cho bé. Như đã từng những lần trước, đã từng đi chạy chữa khắp mọi nơi. Thì bây giờ chặng đường phía trước còn dài bao xa thì cũng phải đi hết thôi. Trước đó bé sinh non và trong tình trạng nguy kịch nên gia đình bất lực đành để bé ở lại chùa nhờ mai táng. Nhờ những người ở chùa đưa vào bệnh viện Thủ Đức cứu chữa, đến nay sức khỏe bé đã cải thiện nhiều hơn. Từ cái ngày mà bé được chuyển xuống khoa hồi sức tích cực á, điều trị tới bây giờ thì bé cũng có những đợt á, là cai được máy thở. Tuy nhiên tình trạng của bé thì còn ứ đạm nhiều, do đó là có đôi lúc có vài lần phải đặt lại cái máy thở. Hiện tại thì bé vẫn còn thở máy, tuy nhiên những cái vấn đề khác thì nhiễm trùng về dinh dưỡng thì đã cải thiện rất là tốt. Cụ thể là về dinh dưỡng thì bé hiện tại bé đã tăng lên được 2,3 kg rồi. Hiện tại bé được điều trị tại Bệnh viện Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình đã xin được chi trả chi phí chữa trị của bé kể từ ngày hôm nay. Bên cạnh đó, số tiền từ các mạnh thường quân còn dư lại, gia đình đã gửi lại cho bệnh viện để tiếp tục chữa trị và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn tại đây.